Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.